Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê em An Giang nha. Dạ hôm nay thì mình vô thăm bà Hai Mum. À, dạ thì sau cái đợt dịch này thì bà Hai cũng rất là khó khăn. Thì hôm nay mình tới thứ nhất là thăm bà, sau đó thì thay mặt anh bên Na Uy để mà trao quà với tiền cho bà Hai nha. Mình mời quý bà cô chú đi cùng với mình nha. Bà Hai thì sống có một mình hả? Bà thì có tật cái chân, bà không có đi được, bà chỉ lết thôi. Bà sống một mình mà nhà ở ngoài đồng nữa. Những lần trước mình cũng có tới với rồi. Thì hôm nay mình tới mình thăm bà với chào quà. Chào bà Hai. Chào cô Tám. Bữa nay sức khỏe làm sao rồi bà ơi? Thì nó cũng vậy hoài từ ha. Hồi dạ. Mà bắt đầu giờ 4 tháng nay có không có đi tới ngoài trạm xá gì khám bệnh được hết trơn. Dạ. Đi rồi nó test 200-300 ngàn rồi tiền nó không có. Dạ. Để mua thuốc uống mẹ chứ rồi. Anh em mua thuốc uống không? Dạ. Bà cứ ngồi đó đi ha. Tại bây giờ nó nói chung là con đi nhiều lắm. Bởi vì con muốn giữ an toàn cho bà. Dạ con đi nhiều không bà? Tôi nghe ăn đồ bánh rồi tôi gồng muốn chết vậy đó. Dạ. Rồi mấy ngày nay đó bà ăn ngủ gì được không? Mới chích vaccine ngày qua nè. Chích hôm gà 2 lần rồi đó. Dạ. Chích được 2 lần rồi. Mà bằng đêm thì ngủ không được, mà bằng ngày thì nằm nãy giờ nằm gật gờ gưỡng gì đó chứ không ngủ. Ít có ngủ lắm. Rồi mấy ngày nay bà nấu cơm được không? Được. Có cái giò này, từ cái bàn này nè. Nó tê rồi nó đau, nó nhức gì nó đau. Cái chân bên đây bị no đúng không? No không? Không biết. No no cái lòng ở trên á. No no, dạ. Không biết. Rồi bà Hai còn thuốc uống không? Còn mới mua 200 ngàn mấy dài ra gửi người ta mua gửi dì Tư đằng kia kìa đi mua thuốc đường đó, thuốc đường với thuốc lên máu với thuốc não, 3 thứ luôn. Cũng như bây giờ cái thời gian mà hết thuốc đó bà đi lấy thuốc đó là bắt phải test đúng không? Bởi vì nó test 238 ngàn rồi tiền xe 30 ngàn nữa cũng như là 270 ngàn rồi tiền đâu mà đi, thôi để mấy trăm ngàn đó nhà mua thuốc uống kia rồi gọi đi. Dạ. Mà ngày hôm qua nghe bà Bảy bên sông bà nói là dâu bà nó ra ngoài nó không chịu test, nó không có chịu thử đường gì trơn, nó đuổi về nó không phải bà gì về đi không có thử gì trơn cái gì nó không cho vô trong trạm xá nữa. Rồi thành ra ngày hôm qua là bà Bảy bà cũng nói rồi, bà nói ấy được tôi mua tôi uống không hả cô ơi. Dạ thì thôi bà Hai cố gắng gửi ai đó mua thuốc để tạm thời dịch bệnh cũng chưa có lắng xuống đó. Nó chưa có ấy đó rồi không dám đi đâu hết trơn. Dạ. Ở nhà mình nên vậy đó, tối ngày hổm cái thằng Đặng á nó uống rượu nó xỉn rồi cái 3 giờ mấy gần 4 giờ nó xách dao lại nó đòi chặt đầu tôi. Phật ơi nó tôi muốn xỉu nha. Cái thôi đi bà ơi, cái tôi năn nỉ nó, tôi vuốt năn nỉ con ăn cơm không, cô Hai để cơm cho con ăn được mà. Dạ. Tôi với nó hồi nhỏ lớn đâu có mít lòng cái gì đâu, tại nó xỉn quá rồi mấy không người... biết cái gì xỉn quá rồi mình đâu có làm chủ được bản thân. Dạ rồi cái dạ. Ở shop người ta mấy người cho 100-200 mua nó mùng mận cửa đó lại đó đang đóng lại đi rồi. Ở sớm là cái cửa cho bà Hai đó hả? Chứ lúc trước là đâu có cửa đó đâu đúng không? Hồi đó đâu có cái cửa đó. Dạ. Thằng ấy rồi cái mận cửa rồi khỏe rồi đó. Dạ, từ cái lúc hôm bữa tới nay rồi. Rồi bảo là ngủ rồi bà phá cửa vậy? Phá cửa lại. Dạ vậy đi ra. Bị gầm này nó rồi mình mở ra đặng dụ như có ai người ta cho gạo hay gì đặng mà người ta tưởng là mình có nhà, anh thấy có nhà mở cửa. Dạ, đóng dạ. Cửa thì người ta sợ mình không có nhà. Dạ. Rồi không ấy rồi thôi rồi tôi mới mở ra chứ. Dạ. Bình thường tôi đóng khóa là cái tối ngày vậy đó. Dạ dạ. Dạ bà Hai ơi, thì hôm nay anh bên Na Uy ha. Dạ. Có nhà con nó là mua ba cái này cho bà Hai nè. Bà thấy bà Hai đi đứng khó khăn đó. Yeah. Cái này là mì con mua đặt trước cho bà Hai nè. Cái này là mì thịt bằm gấu đỏ với gia vị nêm nếm nè.
Với gạo, gạo này thì con mua cái loại này 140 nè, loại lúc trước mà con hay mang vô đó. Dạ. Nó mềm cơm dễ ăn. Đây là cái đường, bịch bột ngọt, chai dầu ăn với nước mắm. Hôm đó nè, không có ai cho gì hết rồi. Dạ. Không có nước tương gì ăn trơn hết trơn, nước tương ăn. Dạ hả? Chàng phải biết, chiều nãy con lấy tương rồi con nói không biết. Nhờ qua nay ăn tương, ăn muối không? Dạ. Rồi đáng chút con chạy ra từ nó quá con mua chai nước tương cho bà hai nha. Thôi khỏi khỏi kể muối bậy nó, bữa nay ngày mới em nâng mặn rồi. Thôi. Vậy là còn ngày nay nữa là hết rồi. Để con mua để dành bà hai cứ dùng tới ngàn chai đó thì mất bà công, có. Chạy vô chạy ra nữa cô. Rồi con đi xem ra mà đi mấy hồi. Dạ. Mất công. Dạ bà hai ơi, thì cái phần con mua nè. Dạ. Rồi cái cô bán này cô không có để nữa, tự nhiên cô để 70, 40, 33, 32, 22. Không có để tên cho từng món. Dạ dạ, vậy nêm nếm này á, là cổ ghi á, là 179 ngàn, với con cộng 140 ngàn gạo nữa nghe nha bà hai. Thì 337 ngàn, 197, 197. Dạ thì gia vị nêm nếm này là 197 ngàn, với 140 ngàn gạo nữa là 337 ngàn. Dạ dạ, rồi với cái tiền dư thì anh bên ơi á, thì nhờ con mua cái đó đó, thì cái phần của bà hai đó là 1 triệu, nhưng mà con mua hết tất cả luôn á là 337 ngàn. Yeah. Thì còn là 663 ngàn. Thì yeah, con trao cái tiền này để cho bà hai mua thuốc nha. Yeah. Dạ cho con gửi. Yeah. Chú em đi, chú em. Yeah. Tôi cảm ơn chú em, quá khổ tôi vì gì không có mình ơn ở đây rồi lết không à, không có mần gì được, không có nhờ cô Tám này kia giúp đỡ cho tôi ăn tôi uống gì, chứ còn uống thuốc mang chứ không có mần gì được, ra đồng bạc nào hết trơn á chú. Tôi thành thật cảm ơn, quá cảm ơn, chúc năm mới này cho chú được an khang thịnh vượng. Dạ chưa tới Tết mà chúc sớm luôn. Chúc trước đi. Chúc trước đi. Hưởng hưởng cái lọc của bà hai trước đi. Chứ quá khổ, tôi quá khổ rồi chú ơi. Dạ cũng lâu rồi con mới quay trở lại đây. Tôi cũng nhờ cô Tám giúp đỡ cái cất cái mái nhà này, là mưa giông về cũng êm ái, không có ướt át gì. Một lần nó sụp lên sụp xuống, tôi nói tính thù rồi miệng không ấy, là không biết cái tôi ở làm sao nữa, giờ này tôi ở đâu gốc cây gốc bụi gì nữa. Dạ thì lúc trước cái bếp nấu ăn của bà hai nó dột đó, thì cũng có mạnh thường quân tài trợ đó với bà cô chú, với cái dán lót với cái sườn bếp ở trên. Dạ, là hoàn toàn là cái bếp này hết trơn. Dạ tôi cảm ơn, quá cảm ơn tôi thiệt, tôi cũng nhờ tâm sự nhờ cô Tám hết. Cái này là con chỉ đại diện đi thôi chứ con không có dính líu gì đâu. Nhờ cô dạ giúp đỡ chứ không có rồi, tôi cũng biết ai đâu. Nhờ con thay mặt Mạnh Thường Quân rồi con đi trao rồi làm cái này làm kia cho bà hai thôi. Vậy cũng dạ, cảm dạ ơn mà nhờ, cũng nhờ cô chứ không có nhờ cô rồi tôi cũng không biết ai mà tôi ấy. Dạ dạ. Vậy tôi cũng quá cảm ơn, thành thật dạ cảm ơn, quá cảm ơn dạ chú. Vậy bà hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ thì bà coi ai đó rồi gửi mua thuốc ha. Dạ, dạ mua thuốc dạ có gì tư đằng này nè. Dạ. Đi chợ cái có số điện đó đó. Dạ, điện dạ nó đợi cái nó đi mua. Dạ. Đi mua rồi đưa thuốc cái mẫu thuốc mình đó cầm ra ngoài mua. Dạ. Mua rồi đem về với đó. Dạ. Dạ thì anh ơi, em thay mặt bà hai gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều nha. Dạ chúc dạ, cho cảm anh ơn chú, cảm ơn. Dạ chúc cho anh luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trên con đường kế tiếp của anh nha. À, dạ. Vậy dạ, thôi bà hai. Ơn. Dạ bà hai giữ gìn sức khỏe nha. Thôi dạ, con đi về nha bà hai. Dạ dạ. Dạ quá cảm ơn rồi. Dạ dạ cho mình gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn rất là nhiều nha, đã luôn đồng hành cùng kênh miền Tây Quê Mang Giang. Dạ mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye. Dạ, chào bà hai. Cảm ơn chú.